Xin chào các bạn, thì hôm nay thì mình xin giới thiệu một cái Win, bản phiên bản mới mình đã upload lên phiên bản Win 10, cái version 1709. Rồi thì cái điều cần lưu ý mà chúng ta trước khi upload lên Win 10 thì chúng ta cần phải cho chắc ăn thì chúng ta sao lưu dữ liệu lại. Thì mình đã cập nhật thành công thì, sau khi cập nhật thì điều trước tiên mà chúng ta làm là chúng ta lên khởi động lại 1-2 lần xem nó chạy ổn chưa. Ổn rồi chúng ta tiến trình tiếp theo là mình phải xóa cái file gọi là Windows.OSD này. Thì cái file này nó dung lượng khá là cao, tại vì nó lưu lại cái phiên bản cũ. Để gặp trục trặc thì nó sẽ gọi là backup lại. Ở đây thì nó khoảng cơ 20 mấy GB. Đó, khoảng 30 GB. Thì để xóa cái phiên bản này làm sao xóa được thì mình xin giới thiệu một cách. Chúng ta vô setting này. Đây, vô system vô phần store này. Hồi trước thì mình cũng giới thiệu rồi. Đây mình chọn ổ đĩa C. Để cho nó quét. Ở đây thùng rác chúng ta thấy nè, thùng rác chúng ta thấy là 20 GB, chúng ta nhấn vô đây. Đây, mình có thể chọn bỏ cái này đi. Cái version của Windows là bản phiên bản cũ, chết vô đây, remove file đi. Cái mà nó có thêm cho chúng ta đây là public nè, đây có Sky hoặc là Yomail luôn. Quá trình Yomail khá là nhanh, được cải thiện rất ok. Từ trước thì mình cũng sử dụng cái mail này thì mình thấy là lần này nó chạy khá là mượt, khá là ok. Nó xóa file cũng hơi lâu, tại vì nó đến 20 GB rồi mà. Ok, thì sau khi mà chúng ta xóa đi thì chúng ta vào kiểm tra cái dung lượng cái ổ C cho chúng ta. Thì nó đã xuống được 34 GB. Đó. Nó xuống được 20 GB rồi. Chúng ta kiểm tra thêm đây. Cái Windows mà chấm ORD thì nó bấm mất. Thì mình thấy cái hiệu suất khá là ok. Đấy. Rồi, việc đầu tiên mà chúng ta lên làm là xin xóa cái phiên bản cũ đi cho nó nhẹ gỗ cứng để chúng ta có thể làm một cho cái ổ cứng chống lại hoạt động ok hơn. Rồi, xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong clip.